Chào mọi người. Bếp chay của gia đình kỳ duyên mình ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn một món cấm dẹp. Cấm dẹp thì người ta sản xuất từ nếp. Nếp người ta đem đi rang, xong người ta đập dẹp ra rồi lấy cái vỏ trấu ra ngoài. Thì còn cái ở trong này gọi là cấm dẹp. Ngày hôm nay mình sẽ trộn nha. Gồm có nước dừa và dừa sáp, dừa nạo. Đây là dừa nạo của mình, đường. Mình sẽ cho vô đây khoảng cái lượng đường với nửa ký cấm dẹp. Mình sẽ làm cho nó vừa nha mọi người. Đừng có quá ngọt. Nó ngọt quá thì sẽ rất là ngán. Cho nên cái lượng đường mình sẽ làm rất là vừa, mình khoảng 3 muỗng ăn canh đường chứ nửa ký cấm dẹp. Và đây là nước dừa. Thì cái lượng nước dừa mình trộn vô cũng cho nó, mình sẽ từ từ rót vào để cho nó vừa thôi. Đừng có quá nhiều mà đừng có quá ít. Nhiều quá nó sẽ nhão, nhưng mà không đủ thì nó sẽ khô. Cho nên cái lượng mà mình chế vô thì mình sẽ từ từ mình chế, rồi mình trộn và mình sẽ ướt lượng cho nó vừa. Khi mọi thứ trộn cho đều lên thì mình sẽ từ từ chế, mình cảm giác nó khô thì mình hãy chế thêm, đừng có chế một lượt nhiều quá nha. Chế một lượt nhiều quá thì cấm dẹp nó sẽ bị khô, nó bị nhão, nó không ngon. Rồi tiếp đó là mình sẽ cho dừa nạo vào nha. Dừa nạo, nếu mà mình trộn dừa nạo với cái lượng dừa giống như là dừa sắn vỏ nó rất là ngon. Nếu mà nó khô quá thì nó xăm xảm, còn dừa sắn vỏ nó còn cái độ béo cho nên nó sẽ rất là ngon. Nữa phân nữa gì rồi. Này là mè rang nha mọi người. Người ta trộn bán thì người ta không có trộn giống như mình ăn ngon vậy đâu, ta trộn sơ, đơn sơ lắm. Nhưng mà khi mình làm ăn đó thì mình làm nó đầy đủ chất lượng, nó rất là ngon. Rồi mình để khoảng 20 phút sau, 20 phút, 30 phút gì mình hãy ăn. Cho cấm dẹp của mình nó nở ra đều. Vì khi mà nó nở ra thì nó sẽ rất là mềm và dẻo.
Rồi, đây là một mẻ cơm dẹp của mình đã xong. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ và rất là ngon, tuyệt vời. Nguyện cầu hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đệ từ Đại Bi cứu độ chúng sanh khắp pháp giới, A Di Đà Phật.